Sống sót thần kỳ sau khi bị tia phóng xạ chiếu xuyên qua đầu, người đàn ông bất ngờ có khuôn mặt âm dương. Người đàn ông chúng ta sắp nói đến chính là nhà khoa học Bogoski, người duy nhất sống sót khi bị tia phóng xạ mạnh gấp 300 lần ngưỡng nguy hiểm chiếu xuyên qua đầu. Tai nạn trên xảy ra vào ngày 13 tháng 7 năm 1978, khi đang bảo trì máy va chạm hạt U-70 tại Viện Vật lý Năng lượng Cao ở Moscow, Nga. Nhà vật lý học 34 tuổi đã yêu cầu bộ phận kiểm soát tắt chùm tia phóng xạ sau 5 phút nữa để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên không may là ông đã chui vào chiếc máy hơi sớm, nên lúc trèo đến nơi, các chùm tia vẫn đang hoạt động mà ông không hề hay biết. Bogoski cứ thế tiến đến và thò đầu vào đường hầm để chuẩn bị tiến hành sửa chữa. Thì bất ngờ một chùm tia phóng xạ chiếu thẳng vào sau đầu ông, đốt cháy thành một lỗ nhỏ xuyên qua tai giữa và xương thái dương, rồi thoát ra ở gần lỗ mũi bên trái. Chỉ trong một tích tắc, Bogoski tiếp xúc với lượng bức xạ từ 200.000 đến 300.000 rentgen, tương đương từ 2.000 đến 3.000 sievert, với hơn 300 lần so với lượng gây chết người và lớn gấp 15 lần mức phóng xạ mà người nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới từng gánh chịu. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng, thế nhưng nhà nghiên cứu trẻ quyết định tiếp tục hoàn thành công việc và trở về nhà mà không trình báo về tai nạn đã xảy ra. Thế nhưng đêm hôm đó, phần mặt bên trái của Bogoski bắt đầu sưng lên. Anh nhanh chóng phát hiện những vết bầm tím và bong tróc da gây đau đớn. Do đó, Bogoski quyết định báo cáo sự việc vào sáng hôm sau và ngay lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đầu, mọi người cho rằng anh ta không thể sống sót, nhưng bằng một phép màu nào đó, chỉ trong vòng 18 tháng, anh đã có thể quay trở lại làm việc. Chùm tia proton không làm cho Bogoski bị tổn hại về trí tuệ hay tâm lý, nhưng anh dần bị rụng tóc trên nửa đầu, mất thính giác ở tay trái. Và điều đặc biệt là nửa khuôn mặt bên trái của anh không hề bị già đi theo năm tháng. Dù mấy chục năm trôi qua, khuôn mặt bên phải đã đầy nếp nhăn, nhưng khuôn mặt bên trái vẫn không hề có dấu hiệu lão hóa, nên còn được gọi là khuôn mặt âm dương. Anh trở về với công việc là một nhà vật lý và hoàn thành bằng tiến sĩ vào năm 1980. Sau đó, Bogoski cưới vợ và có một người con trai. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa rõ tại sao Bogoski có thể sống sót sau khi tiếp xúc với lượng bức xạ mạnh gấp hàng trăm lần mức gây chết người như vậy. Trường hợp của ông rất khó so sánh với các trường hợp khác bởi Bogoski không tiếp xúc toàn bộ cơ thể với chùm tia và thời gian xảy ra tai nạn cũng rất ngắn. Bogoski cũng không bị rối loạn nhân cách hay gặp bất kỳ dạng mất trí nhớ nào, dù vết thương xuyên qua đầu, và trường hợp của ông vẫn luôn được coi là một bí ẩn chưa có lời giải đối với toàn bộ giới khoa học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.